JK Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, hôm nay bên JK Audio sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái dòng loa trợ lời rất là cao cấp, dùng cho gia đình hoặc là những quán cà phê, karaoke chuyên nghiệp đều có thể dùng được. Đó là loa trợ lời JBL mã căng trơn 25. Vâng, để nói một đôi loa trợ lời cho dàn karaoke gia đình hoặc là chuyên nghiệp hoặc là quán cà phê thì nó rất là tiện ích, vì nó tách được những cái giải chung hay giải lời của ca sĩ hay chúng ta hát ấy, thì nó được tách bạch, nghe nó rất là bay. Tự dưng là cái chất nhạc của chúng ta hát hay là nghe nhạc nó đều được thể hiện rất là rõ bởi cái đôi loa JBL căng trơn 25 này. Vâng, thì trước mặt của quý vị và các bạn đây chính là đôi loa trợ lời JBL mã căng trơn 25 bên em đang quay và giới thiệu đến các bác ngoài miền Tổ quốc. Vâng, thì về cơ bản các bác mà chưa dùng loa trợ lời thì các bác sẽ không phân biệt được là có cái loa trợ lời này nó hay ra làm sao hay như thế nào. Thì hôm nay bên em sẽ test cho các bác để các bác trải nghiệm cái giải chung. Nhưng bên loa trợ lời này gồm một bát và một két. Vâng, mặt bát thì được làm bằng màng carbon rất là chất lượng. Một bên em đã tháo sẵn ra một cái cao bằng sắt rồi ạ, một bên em vẫn để nguyên để cho các bác so sánh. Vâng, thì đây là bên em đang test với cái đôi loa trợ lời JBL căng trơn 25 để các bác nghe được cái giải chung tách bạch hơn. Vâng, cái này thì rất là tiện ích, các bác có thể mở quán cà phê nhỏ, các bác có thể quan sát được những quán cà phê rất hay dùng những dòng loa trợ lời JBL căng trơn 25 này và cả dàn karaoke gia đình nữa. Vâng, thì đây là nhạc dùng loa trợ lời này các bác nhé. Vâng, thì nữa em sẽ tách ra hai cái đôi một đôi loa trợ lời này ra để không sử dụng nữa để các bác so sánh. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu cái đôi loa trợ lời JBL căng trơn 25 này, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio nhé. Bên em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác. Vâng, đây là nhạc có loa trợ lời. Giờ em bỏ hai dây tín hiệu ra thì các bác sẽ để so sánh nhé. Vâng, thì hiện tại thì em đã tháo hai dây tín hiệu ra, tách hai dây tín hiệu ra và không có loa trợ lời thì các bác nghe được cái giải âm giải chung nó khác hoàn toàn, không được chi tiết và tách bạch đâu ạ. Vâng, nghe cái giải truyền lời nó bị bí. Vâng, thì bây giờ em lại kết nối lại để các bác phân biệt rõ ràng hơn. Vâng, thì là hiện tại bên em đã kết nối lại với đôi loa trợ lời JBL căng trơn 25. Vâng, các bác nghe cái lời ca sĩ rất là hay nhé, rất là bay bay cái chất tiếng
nghe rất dễ chịu. Em quay cận cảnh một chút xíu cho các bác. Vâng, em đã giới thiệu xong Corona trợ lời GBL Cup 25. Sau đây em xin phép dừng video và hẹn các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.